xong bữa ăn việc. Bản tin sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin mới nhất xung quanh chúng ta. Linda and Hải Phong welcome to Weekly News. We will give you updates on breaking news and social activities. Trong giai đoạn 2021-2025, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn thành quận hoặc thành phố. Giai đoạn 2025-2030 sẽ chuyển hai huyện còn lại là Củ Chi, Cần Giờ thành quận hoặc thành phố. From 2021 to 2025, Hồ Chí Minh City will convert Nhà Bè, Bình Chánh and Hóc Môn into a district or city. And from 2025 to 2030, Củ Chi and Cần Giờ will also be converted into a district or city. Các bạn ơi, để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 môn tiếng Anh sắp tới đạt được kết quả tốt nhất, Trung tâm Anh ngữ Nguyên sẽ tổ chức các buổi ôn thi miễn phí. Các bạn nhớ rủ bạn bè mình cùng tham gia. Đừng quên liên hệ văn phòng Nguyên để biết thêm lịch ôn thi cụ thể các bạn nhé. To prepare for the second semester exam to get good result in English, Nguyên Education will hold some review sessions for each grade and it will be totally free. Remember to tell your friend who haven't studied at Wewin Education to participate. Contact Wewin Education to get more information about the exam preparation schedules. Và sau đây là bản tin học viên tiêu biểu xuất sắc của Wewin trong kỳ thi tiếng Anh quốc tế mới nhất vào tháng 1 2021. Xin chúc mừng các bạn như sau: bạn Nhật Quỳnh starter 14 khiên, bạn Kim Nhân starter 15 khiên, bạn Thuật Anh flyer 15 khiên, anh Hoàng Dương IELTS 6.0, anh Hoàng Danh IELTS 6.5, anh Minh Khoa IELTS 7.5. Với các thành tích như trên, khẳng định được kỹ năng tiếng Anh của các bạn và là cơ hội trong một tương lai tươi sáng. Các bạn ơi, hãy cùng nhau cố gắng để đạt được những thành tích nổi bật hơn nữa nhé. Here is the outstanding students news in the latest International English exam on January 2021. We will congratulate students on the following wonderful achievements. Nhật Quỳnh 14 shells on starter, Kim Ngân 15 shells on starter, Thục An 15 shells on flyer, Hoàng Dương 6 on IELTS, Hoàng Danh 6.5 on IELTS and Minh Hoa 7.5 on IELTS. With this achievement, it affirms their English skill and it also an opportunity for them to have brighter future. Within education, students should try our best to gain more remarkable achievements. Bản tin Within Education đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube của WeWin và theo dõi fanpage của WeWin để cập nhật những thông tin mới nhất nhé. That's all we have for today WeWin News. Don't forget to hit the subscribe button to our YouTube channel and follow our fanpage WeWin Education to catch up more latest news. And to find out more activities around us. Bạn Phong. And then goodbye and see you again.